Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của ETF. Thì mùa hè đã sắp đến rồi, các bạn đã có dự định nào chưa nè? Thì hôm nay ETF sẽ giới thiệu các bạn 3 bộ outfit mặc cực chất, cực kỳ thoải mái, cực kỳ năng động với mùa hè năm nay nhé. Và đặc biệt sẽ là phối với một đôi giày cực kỳ hot trong thời gian hiện nay. Đó là đôi Nike Dunk Panda. Let's go! Em ở này, đấy, siêu đẹp luôn. Mặc có thể, bạn có thể phối được tất kỳ các bộ đồ nào. Từ mặc vest, mặc tùm lum tà la cũng được. Thì bây giờ mình sẽ lựa cho bạn 3 bộ outfit nhé. Let's go. Thì đầu tiên sẽ là một thương hiệu nhà gấu 13 The Muzzle. Thì đây, sẽ là những mẫu áo mà cái phần đặc biệt của nó là sẽ là có những con gấu đính sau lưng thôi, cực kỳ dễ thương luôn. Nếu như bạn không thích đính sau lưng mà có thể lấy bạn ơ cũng được, gì đâu cũng có gấu, hợp lý chưa? Nice. Đấy, ví dụ những gấu này thấy không, ngoài việc đính sau lưng các bạn có thể đính lên tay áo luôn. Điểm đặc biệt sẽ có những màu nó hơi cá tính một xíu, như màu xanh nè, màu hồng, nhưng mà cơ bản The Muzzle sẽ sản xuất nhiều về màu đen và màu trắng nên các bạn tha hồ và lựa chọn nhé. Ví dụ như là mẫu này, một dàn gấu luôn, không sợ thiếu gấu cho mùa hè nhé. Đẹp chưa? Tiếp theo mình sẽ đến một thương hiệu cực kỳ quen thuộc với giới trẻ Việt Nam, đó là Fruity và ADLV. Let's go. Đây, Fruity by Justin Bieber. Thì khác biệt với những mẫu áo The Muzzle có màu sắc hơi nhẹ nhàng, màu pastel, thì 13 The Muzzle sẽ là những bản màu mascot siêu cá tính, siêu nổi bật giữa đám đông. Dù các bạn đi một gia đình 4 người, vợ chồng và 2 đứa con, thì hãy thử bộ áo này mặc cho đúng 4 người luôn, các bạn sẽ không bao giờ lạc nhau, nổi bật. Đấy, yeah. Đấy, thì họa tiết vẫn là đơn giản thôi, mặt cười và chữ The Real. Thì ngoài ra sẽ có những màu mà các bạn rất là dễ mặc đồ, ví dụ như màu xanh này, thì họa tiết nó sẽ khác một tí, là nó không phải là cái mặt cười nữa mà nó chỉ là chữ The Real thôi, nhưng mà vẫn đẹp mọi người ạ. Và chỉ cần mặc một chiếc áo này với một cái quần short trắng và một đôi dép là xong bộ đồ đi biển. Thì muddy vest tùm lum tùm la vẫn được, vẫn thích. Ngoài ra mùa hè các bạn nóng đúng không, thì mặc gì? Mặc áo lạnh cho nó lạnh. Đấy, hoodie drills màu vàng, trời nhìn là mát, nhìn mát 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 quá trời mát luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đẹp quá trời, vẫn là cái họa tiết này thôi. Đấy, thì các bạn mà giơ tay lên thì thấy gì không? Chữ là real, không cần làm gì, đứng sau lưng mà che vậy mà thấy cũng biết áo The Real rồi, đúng không? Siêu đẹp. Và tiếp theo sẽ là một mẫu áo quốc dân ADLV. Chiêm ngưỡng đi nào mọi người ạ. Hơn 50 cái á. Nhờ. Trắng có nè, đen có, những màu cơ bản nè. Ngoài trắng đen thì có gì nữa? Vàng nè, màu beige nè, màu vàng hơn một cái màu vàng hồi nãy nữa nè. Đấy, giờ này là những cái màu áo mới của ADLV. Dạ, cho bạn đi biển thì thôi. Mười điểm. Ngoài ra còn có màu tím. Ơ, à, này màu hồng nhá. Này tím hay hồng ta? Mấy bạn comment coi mình tím hay hồng nhé, mình không biết nữa. Đấy, nhưng mà đeo không? Đẹp. Thì ngoài những mẫu áo ADLV giá siêu rẻ chỉ từ 790.000 tới 990.000, thì mình sẽ có một loại áo ADLV siêu đẳng cấp, nó chỉ đắt hơn thêm một xíu thôi. Đó là áo sơ mi ADLV The Simpsons. Đỡ đâu, mặt này đi biển thì thôi. Mùa hè con di băng, nhìn màu mát ghê.
Exo. Và nãy giờ mình đã giới thiệu với bạn ba hãng áo mà mình có thể phối cho trong mùa hè năm nay. Thì bây giờ mình sẽ pick ra ba món áo để mặc thử cho bạn xem nhé. Ta-da! Với một outfit siêu đẹp như thế này thì mình phải cần một cái gì đó nhỉ? Xin giới thiệu các bạn, đây là đôi Nike Dunk Panda. Đấy, đẹp chưa? Các bạn mang tất cả mọi thể loại luôn, từ vest, từ đủ thứ, được không? Đấy, alo được mà. Alo. Vậy bây giờ mình sẽ thử đôi giày này nhé. Let's go, thử nào. Yeah. Wow. Đôi này siêu vừa, vừa khít khít. Các bạn thấy đó, từ nãy giờ mình đã cho các bạn thử ba bộ outfit mặc cực chất, cực kỳ năng động trong mùa hè năm nay với đôi Nike Dunk Panda này. Các bạn đã ưng ý được mẫu này chưa nè? Nếu chưa hoặc là rồi ấy, bạn hãy nhanh tay đến cửa hàng ETF tại 50H Hoa Câu, phường 7 quận Phú Nhuận để có thể mua cho mình những món đồ cực chất như vậy nhé. Hoặc nếu các bạn ở xa thì đừng lo, đã có Pay ETF sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ và tư vấn cho bạn về những mẫu áo siêu đẹp luôn. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của ETF nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.